giới thiệu về hiệu quả năng lượng. Vậy, các quy trình thực thi tiêu chuẩn cụ thể sẽ giúp ích gì trong việc tiết kiệm năng lượng? Có những phương pháp nào dễ dàng nhất để tiết kiệm năng lượng? Sau đây là một vài ví dụ để kích hoạt tư duy sáng tạo cho nhóm của bạn. Để chiếu sáng văn phòng và nơi làm việc. Sử dụng nguồn sáng tự nhiên nếu có thể từ các cửa sổ. Tháo các bóng đèn tại những nơi không cần nhiều ánh sáng. Thay thế các bóng đèn nhiệt bằng các loại đèn tiết kiệm năng lượng. Tắt đèn tại các khu vực không làm việc. Sử dụng các loại bóng đèn công suất thấp tại các khu vực không cần ánh sáng cao. Nếu bạn sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ, đảm bảo cửa sổ và cửa chính luôn đóng kín để khí lạnh không thoát ra ngoài. Làm sạch bộ lọc và dây dẫn thường xuyên để đảm bảo hiệu quả tối đa. Để nhiệt độ ở khoảng 23 đến 25 độ C. Nhiệt độ dưới 23 độ C sẽ sử dụng nhiều năng lượng hơn. Khi đến hạn thay thế thiết bị điều hòa nhiệt độ cũ, hãy lựa chọn loại tiết kiệm năng lượng. Chỉ sử dụng quạt gió trong thời gian nhiệt độ thời tiết không cao. Và nếu hệ thống quạt hút được sử dụng, thì phải đảm bảo không khí được thổi từ chiều này sang chiều khác. Nếu lò hơi được sử dụng, cài đặt chế độ áp suất chỉ đủ dùng cho sản xuất, không cài đặt dư. Nếu thường xuyên cài đặt áp suất ở mức cao hơn cần thiết, thì năng lượng sử dụng sẽ nhiều hơn và gây lãng phí. Nếu là ủi được sử dụng, thay vì sử dụng hệ thống là ủi bằng hơi nước, thì nên sử dụng hệ thống điện năng để có chi phí sử dụng thấp hơn. Nếu hệ thống nén khí được sử dụng ống dẫn hơi cách nhiệt thay thế các đường ống bị hỏng. Loại bỏ các đường ống bị rò rỉ. Bạn có thể nghe thấy tiếng hơi rò rỉ trong nhà máy khi người vận hành hệ thống đã về nhà. Thay thế thiết bị nén khí theo bằng thiết bị độc lập có thời hạn sử dụng lâu hơn. Thay thế các thiết bị nén khí cũ bằng các thiết bị điện hiệu quả hơn. Đối với công trình, tăng khả năng cách nhiệt cho mái nhà và vách tường. Sử dụng loại cửa sổ hai lần kính để giảm đáng kể khí nóng hoặc khí lạnh thoát ra ngoài. Sử dụng năng lượng ngoài giờ cao điểm. Nếu có thể, nên thực hiện các hoạt động sản xuất ngoài giờ cao điểm. Khi đó, giá thành tiêu thụ điện sẽ thấp hơn. Ví dụ, sạc pin vào ban đêm. Đó là một trong những cách thuận tiện có thể giúp ích cho bạn. Hãy nhớ là, ngay cả khi việc quản lý năng lượng nằm ngoài phạm vi làm việc của công nhân, nhưng các nhà quản lý cũng không thể thực hiện nó một mình. Hãy đảm bảo việc khuyến khích công nhân tham gia bằng cách hỏi một số câu hỏi để nhận diện việc lãng phí năng lượng. Bạn có thể xem xét đến việc đưa các chế độ thưởng vào để khuyến khích công nhân tham gia vào và đạt được thành quả là những công nhân thân thiện với hệ sinh thái. Đây là cách tốt nhất để tạo dựng các cơ hội tiết kiệm, cũng như khuyến khích công nhân xây dựng nơi làm việc thân thiện với môi trường.